đấy, không to lên tí nữa nè. Không to lên tí nữa nè. Không thể chẳng nghe em cái gì đấy. Cabin crew, reaching position. Team. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Vietnam Airlines. Dear passengers, thank you for flying with Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Thanks, cabin crew. Thưa quý khách, chúng tôi sẽ giảm ánh sáng trên máy bay. Quý khách có thể sử dụng đèn đọc sách cá nhân tại khu vực ghế ngồi của mình. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will dim the main cabin lights. The waiting light button is located in your seat area. Thank you.
ăn lúc vừa. Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 9:05 tối với nhiệt độ bên ngoài là 29°C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em, vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Samiento, tiếp viên trưởng Võ Hà Trang và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn. Dear passengers, welcome to Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 4:09 p.m. and the outside temperature is 29 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead lockers to ensure the contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please leave the infant seatbelt in your seat or return them to cabin crew by the aircraft door. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Samiento, Purser Võ Hà Trang and ground crew members, good luck to say goodbye to you and we look forward to seeing you again soon. Thank you. Thưa quý khách tiếp tục hành trình quốc tế trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Lưu ý, quý khách đã được Vietnam Airlines hỗ trợ làm thủ tục thẳng cho chặng bay tiếp theo, vui lòng di chuyển đến nhà ga quốc tế để làm thủ tục xuất cảnh. Những hành khách khác vui lòng nhận hành lý ký gửi tại băng chuyền và di chuyển sang nhà ga quốc tế để làm thủ tục hàng không cho chặng bay tiếp theo. Xin cảm ơn. Dear passengers, this announcement is for passengers continuing a Vietnam Airlines international flight. Passengers who have already been checked through to the next flight by Vietnam Airlines must proceed to the international terminal to complete the customs and immigration formalities. All other passengers, please pick up your checked baggage at the conveyor belt and proceed to the international terminal to check in for your next flight. Thank you for your attention. Đi ngủ nha.
Recruit is up to line, cross check.